Dạ, xin chào tất cả anh em nha. Xin chào mừng anh em, mừng bà con đến với kênh Tiếp Sắt Đức Thắng nha bà con. À, em còn một ếch đầu mấy phát cẩu nè. Thì hôm nay là ngày 11 tây tháng 8, em với Nhịn lên ếch đầu mấy phát cỏ đó, cho anh em cũng như cô chú mình tham khảo nha. Cái này tiếp tục cho cô chú mình tham khảo là một cái Mitsubishi T170. Cái máy này còn rất là đẹp luôn, ở bình xăng con ai tẩm mất tiêu luôn rồi cô chú. Bình xăng con ai lấy đây. Bình xăng đẹp thấy có dấu nứt rồi nha cô chú. Nhưng mà bình xăng chắc bị lủng rồi. Nóc dần cháy luôn cô chú. Nóc dần nín luôn. Ủa, cái có bình xăng này mà bình xăng này thì em không có chắc chắn là còn nha, nhưng mà để có nếu còn thì em báo giá cô chú mình luôn. Còn hiện tại thì em bán cho cô chú là máy này là không có bình xăng cô chú. Cái này là máy số 11 của ngày 11 tây tháng 8, máy số 11. Sao con không đi với mấy bạn con đi chơi luôn, để em đi chơi nên cho con. Con đi qua thăm em ơi. Con tắt không con? Có con tắt không? Con tắt nhắn nè. Để nhắn nhiều sao quá vậy? Tới ngồi mình. Ốc mình cháy luôn nè. Rồi con mở bugi quay thử coi. Ô bugi lóng le nữa rồi. Chơi chứ kỳ, có bị văng tay không đâu, chạy nổi đâu, kính hơi. Con này vẫn bị cô chú, con khủng long bao chúa mà. Con bự nhất. Con em biết nhiêu ly nhưng mà nó bự dữ lắm. Con Mitsubishi 40. Vì nó Phật con á nghe. Nó quả thiêu cái dung nhan của con á. Con đưa cho chỗ này nó không giật nè. Có nó vực nè. Không có thể vực nè. Hơi nặng. Hơi nặng nè. Có lửa không con? Con nhìn không thấy này không? Con nhìn thấy nếu mà hai cái chấu nó dính nhau là nó không có lửa đó. Để nó hả? Hả không? Hả? Vậy con xịt thì xăng đại vô đi, chạy không chạy thì mình chạy mình bắn mấy. Mấy chạy còn không chạy thì mình mình bán mấy cô chú về cô chú dọn. Bị em không có dịnh tiếp nhịn được, nó hơi khó dịch cô chú. Hơi khó dịch. Rồi, rồi. Này về cô chú kiểm tra lại nha, em nhìn thấy máy này. Máy này thì em bao zin nguyên thủy cô chú, máy mới về. Bị mắc bình xăng câu, bình xăng lớn bị nứt nè, bô lớn, máy mới cực kỳ mới luôn. Cái này em bán cô chú 950 nha, 950 cô chú. Nhìn thấy cái nồng trắng phiếu luôn mà sao kỳ vậy ta, chắc mắc lửa quá, em nghe chắc mắc lửa quá. Không biết cái gì, con tắc có dính dây chạm dây gì không mà gì không thấy. 11 950 cô chú. Cái này chợ mấy này là siêu phẩm, siêu phẩm bể nắp e, mấy đẹp lắm, đẹp tôi từ vừa ui bể nắp e rồi. Cái này Kyogit 3400 made in Japan, đẹp. Cái này, cái này mà chùi ra một cái như cái thùng luôn á, hết nó bự lên rồi, chuông rời. Ở thùng xăng hồi nãy em nghe nó bị bể gì, cắn bể gì không biết. Em nhìn xem nó không thấy bể ta. Con gái con kiếm mà nhìn. Nên nó không bể mình lấy vô mình khỏi em gái cho nó bể. Con ở đây vô nào? Con không thấy độ bể nè. Không thấy độ bể hả? Ừ. Vậy nếu không bể là hên nữa.
Bây giờ toàn bể không. Con còn nguyên luôn nè. Còn nguyên cô chú ơi. Máy này nguyên thủy luôn nè. Rồi nhà con test hàng cho cô chú ơi. Còn có nút xả luôn, mấy máy nồng lớn nó chơi khôn nó có nút xả cô chú. Nhà vậy cô chú phát cước ba cháy cho mấy máy nồng lớn. Vú nó còn đẹp nha. Bỏ chụp giật cái này gì rồi. Ôi, ngạc bô rồi đó con ơi. Chạy ngạc bô đó. Nó gõ gì nó xào xào trong rồi. Bô trắng tinh luôn rồi cô chú. Biết lắm mà. Nói kìa có giống gì không biết. Nhưng mà xào 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 không biết kìa có gì cô chú ơi. Nhà con giật lại cái nó ra nhìn. Con nhí nó cái nơi. Cái này siêu đạn rồi cô chú ơi, về vô khó cô chú. Chắc bên này cô chú mới xử nó rồi. Này em nghe em thấy giống kêu đạn quá. Đạn nó bị xào. Này em bán cô chú 1.1 triệu cô chú ơi. Kêu nhít bằng 4. Mới sợ mới luôn anh. Hết chiếc mới. Màu cam. Số mấy vậy con? Dạ 12. 12 cô chú. 1.1 triệu. Tiếp tục là con T170. Con này thiếu nắp chụp e cô chú. Mình chăn lớn còn. Quan trọng mình chăn lớn là em thấy còn nguyên si nè. Này cô chú lên cần không được mà gấp mình xịt thuốc không được. Này gấp mình xịt thuốc mình chạy biết nào mà máy xuống. Mạnh. À, em thấy giờ người ta có lên cái dạng mà thay vì mình người ta kéo bằng cái Honda cô chú. Người ta gắn cái này vô cái ném. Để pha cái thùng phi này di chuyển nó nhẹ nè. Nghe có cái Honda. Máy thì nguyên bản bên em mới về bữa nay luôn. Mới về bữa nay. Thùng xăng thì em thấy không bể ha. Máy thì nó nguyên si. Này về cô chú muốn lên gì cô chú lên. Rồi nhờ con test. Thiếu nắp ngoài cô chú. Tiếc. Tiếc như hai cái giật ngồi dính rồi. Con tắt nó mất ấy rồi. Mất cái nút nhấn ngoài cô chú rồi. Quá nhạy luôn. Này là thiếu nắp chụp e cô chú ơi. Này 1.250 cô chú ơi. Thiếu nắp chụp e. Về cô chú cái gì lược cái gì cô chú gắn vô hen để nó hút bụi vô bình xăng con. Cái công tắc nó mắc cái nút ngoài của nút nhấn. 13.250. 1.250 cô chú ơi. Số 13. Còn cái này là máy cô chú nhớ là máy này thu khách nha. Cái này cô chú với về làm sát. Làm sát rồi chứ em nhìn thấy cái bê tông nó còn đẹp ốc que chưa mở nè nhưng mà cái cháu lóc thì có keo rồi. Này cô chú nhớ là máy máy thu dân chứ không phải là máy bãi nè cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Rồi được còn cái chuông này chuông 247 còn rồi nhờ con cái thằng cô chú ơi nó còn đâu nổ nào. Xong luôn. Đó, không có ốc nồng hay gì cơ chứ. Không ốc chụp. Không ốc e. Ba con ốc mua tiêu đi. Trời ơi. Còn anh em bán cô chú. Cô chú thường cái vuông này là hay hư lắm nè. Cô chú đi nè. Cái này là thường hay xài hay nhất luôn nè. Anh em tính cô chú 300 ngàn bao ship nha. Cô chú lấy được cái chuông luôn đó là cổ. Tính cô chú 280 nhìn em bớt. 280. Bình xăng bự. Chụp giật. Có chụp đích. Bù lửa. Còn mấy kia trong nọng thì em không có chắc cô chú ơi, mấy thu khách. Này là em không có bảo đảm cô chú. Vì này mấy thu dân. Mình không có biết cái gì trong. 280 số 14 cô chú ơi. Nó dính dầu nó không dán nó không dính. Rồi, cho 10 số 14. Còn lấy cái con thả đây coi.
Với lấy cái bộ bình xăng qua luôn nha. Ừ. Cái này cái Honda GX 25 phun nước xách tay. Nhưng mà về thì người ta nó gờ gạt còn đầy đủ luôn rồi cô chú. Còn phíp xăng nói chung là đầy đủ hết. Mà tại em lấy về nó đã gì luôn nè. Thì về nói chung là em bán em đưa đủ cho cô chú một bộ gì. Honda dập nổi trên đây nè. Mét trên Thái Lan cô chú. Mới về. Vậy hình thì nó về đây. Về cô chú vô lấy chịu khó lấy cái nhám mình đánh ra ha. Ốc là hoàn toàn chưa có dấu đụng luôn nè. Này rửa ra không tệ đâu cô chú ơi. Nè nè. Chưng nè. Rồi mới chùi chùi cái đưa vô cái quần tràn cái sột cho em biết thành thói quen luôn rồi. Chùi chùi cái bởi vì mấy cái người thợ số mấy cô chú nhìn quần áo dơ là dưới đó. Thái Honda Made in Japan. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú rồi. Chạy rất ăn, nghe tiếng biết chạy rồi. Bộ như nó ngẹt luôn. Luôn này. Còn thêm miếng xăng nữa, thêm miếng xăng ít. Để mở nắp nhớt cho vô. Nghiêng qua con trai. Hỏng lấy nhớt. Hỏng lấy nhớt. Gô nhớt. Gô nhớt. Cái này chắc hộ lúc người ta gửi cho mình tôi chắc nhất ra. Chắc hộ lúc đóng hàng cho em á. Ok với chú chú. Cái này bị nó không có nhớt thì em không dám thử lâu nha. Nhưng mà hàng nó gì nè. Chú chùi ra tới đâu nó sáng gì nè. Đó. Nó đẹp gì nè. Cái này thù lù luôn vậy đó. Cái này cô chú nhớ là có kèm theo đủ bộ phận cho mình luôn nè ha. Bình xăng con nè. Phíp. Tôi bao lửa đầy đủ hết. Cái này em tính cô chú 1850. Giờ cô chú chưa có xúc bình xăng gắn vô giùm em nha. Xúc bình xăng. Vì cái này em mới lấy về rồi nên chắc có lẽ là người ta mở ấy ra. Người ta đổ xăng nhớt ra. Bi gửi chiếc này không có đi chung với xe lớn. Cô chú coi chùi ra nó mới nè. Không đi chung xe lớn rồi gửi về theo rồi người ta chắc nhớt. Mới chắc 15 1850. Cái này nó theo nguyên bộ cô chú ơi. Cái này để hồi em quán em để riêng cho cô chú 15 hả nhìn. Dạ. Rồi vậy em xin kết thúc video tại đây cái nè cô chú ơi. Em chuẩn bị lên với cháu lên tiếp cái video khác cho cô chú mình nha. À, nhờ anh em có nhiều cô chú mình tham khảo. Chào cô chú. Rồi cảm ơn cha đẹp nha. Dạ.